Vâng, xin chào mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với dòng loa thương hiệu Atnos, model là KS-NES 450. Đây là phiên bản cao cấp nhất trong 3 phiên bản cuối năm 2019 này, đó là CS-450, KS-450M và KS-NES-450. Thì dòng loa KS-450M và CS-450 mình đã review và so sánh chi tiết cho mọi người rồi. Và ngày hôm nay chúng ta đến với phiên bản cao cấp nhất. Cao cấp nhất chưa hẳn là đã tốt nhất, nhiều khi nó lại gây hại đến cái túi tiền của chúng ta đó. Và thứ hai là nhiều tính năng mà chúng ta không sử dụng đến. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người 4 tính năng mà dòng loa này có, dòng loa KS-NES 450 này có mà dòng loa KS-450M này không có nhé. Vâng, và bắt đầu. Vâng, điều đầu tiên, dòng loa KS-450M này thì chúng ta có một cái USB 32GB có sẵn bài hát. Thì mỗi khi sử dụng chúng ta phải cắm vào đây, cắm vào mặt sau của cái loa đó, vô chỗ là USB karaoke là chúng ta có sẵn bài hát để chúng ta sử dụng offline không cần wifi. Còn dòng loa KS-NES 450 này thì nó đã tích hợp sẵn một cái đầu karaoke ở trong này rồi, chúng ta không cần USB, nghĩa là USB nó bỏ ở đây luôn rồi, xong khỏe, không cần phải đưa ra. Cái thứ hai là dòng loa này, mọi người để ý nè, có một chiếc remote như thế này, mọi người thấy lạ không ạ? Nếu bạn nào đã quan tâm tới dòng loa nó thì đây là một remote rất là độc đáo. Mọi người để ý nè, đây remote này nó rất là to, remote này nhỏ gọn, ở đây thì nó có hai mặt nhìn chuyên nghiệp hơn, mặt trước đây, còn đây là mặt sau của nó. Mặt sau chúng ta có thể bấm như thế này, nó rất là thuận tiện, tạo ra cái độ trải nghiệm rất là thoải mái cho chúng ta bấm bài hát đó. Còn bình thường chúng ta phải bấm lên bấm xuống, nó rất là cực cho chúng ta. Đó là cái thứ hai nha. Rồi một cái tính năng rất là ưu việt của dòng loa KS-NES 450 này là chúng ta có thể chọn bằng giọng nói của chúng ta. Chúng ta có thể chọn, còn dòng loa KS-450 này không có nhé. Giọng nói nó như thế nào đây? Chúng ta nhấn vào đây. Đấy, chúng ta nhấn vào cái nút này mọi người nè. Nhấn nút này xong chúng ta có thể chọn giọng nói, chúng ta có thể chọn bài hát này. Thứ nhất là tên bài hát, thứ hai là tên ca sĩ, thứ ba là một cái đoạn lyric trong một cái bài hát nào đó. Ví dụ như bài Chuyện Hoa Sen đi, mình sẽ chọn bài hát. Ví dụ mình không nhớ tên bài, mình sẽ hát là rừng hoa đẹp nhất hoa màu tím đó, là nó sẽ lên cái bài hát trên đó mọi người nhé. Đây là cái thứ ba. Cái tính năng thứ tư thì đối với tính năng này, những người bạn nào sử dụng những tivi vừa vừa như thế này thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu mà những gia đình chúng ta sử dụng những tivi rất là to, 50 inch hoặc 100 inch, những tivi rất là bự như vậy, thì chúng ta cần những cái màn hình hoặc là tivi 4K thì nó phải đủ độ sắc nét để chúng ta xem. Thì dòng loa KS-NES 450 này thì cái đầu wifi của nó là đầu wifi 4K. Còn dòng loa KS-450M này cũng như là 4 dòng loa kia đó là nó chỉ xuất lên được là 1K thôi, là 1080p đó mọi người. Còn đây là xuất được tivi 4K luôn, thì cái màn hình khi màn hình chúng ta rộng nó vẫn đủ nét để chúng ta sử dụng nhé. Một tính năng cuối cùng mà dòng loa KS-NES 450 này có mà tất cả các dòng loa đời trước của nó không có, đó là ở đây mọi người nè, nó có một cái chỗ cắm dây mạng LAN trực tiếp luôn, cắm mạng LAN trực tiếp nè mọi người. Đó là chúng ta có thể cắm dây mạng trực tiếp vào đây để online luôn, không cần phải điện thoại có mạng nha. Đó thì mình cái này mình đã gọi điện mình hỏi bên kỹ thuật của nó rồi đó. Mọi người muốn có hỏi thông tin gì có thể liên hệ trực tiếp số này đó, còn mình đã gọi mình hỏi trước đây rồi. Ok rồi, sau khi những cái điều khác nhau đã dành cho những người bạn đã xem video của mình rồi, ví dụ như xem 450 rồi hoặc là xem 450M rồi, thì các mọi người xem video này mọi người sẽ dễ hiểu. Còn bạn nào chưa xem video nào thì mình có thể nói sơ lại cho mọi người những cái tính năng ưu việt mà những dòng loa này có nha. Mình sẽ giới thiệu sơ cho mọi người ba dòng loa này: ngoại hình, cân nặng, kích thước và chất âm cũng như là công suất của ba dòng loa này giống y nhau, không khác gì mọi người nhé. Đó, đây là cái thông tin chính xác của hãng nó công bố nha. Rồi ở đây thì nó sẽ có sử dụng đây. Đấy, nó sẽ có cái bo mạch như thế này. Đó. Và dòng loa này có thể xuất lên tivi để chúng ta bằng dây HDMI này. Rồi đây là hai micro của nó. Về chất âm cũng như là về test nhà, test karaoke thì mình sẽ để cho mọi người cái đường link bên dưới nha. Thì mình đã test rất là kỹ ở bên dưới rồi, test hai video luôn rồi. Mọi người thì muốn nghe kỹ chất âm của ba dòng loa này, nếu bạn là người lần đầu tiên xem video của mình thì mọi người có thể nhấn ở link ở phần mô tả bên dưới á,
thì mọi người sẽ nghe được chất âm rõ ràng nhất của những dòng loa này nhé. Còn một cái điều đặc biệt nữa mọi người nè, điều cuối cùng mình lưu ý cho mọi người, cái chức năng selfie video á, nếu mọi người bạn nào đang quan tâm đến chức năng selfie video thì nó chỉ áp dụng cho iOS, iPhone hoặc iPad thôi nha. Còn những cái điện thoại về sử dụng Android, hệ điều hành Android thì không có thể sử dụng được nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người thấy video hay hoặc có những gì thắc mắc thì nhấn like, đăng ký kênh và bình luận ở dưới nhé. Nếu mọi người muốn trải nghiệm những dòng loa để sử dụng cho test này, mọi người có thể đến trực tiếp địa chỉ là số 4 Tân Hải, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.